Thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tạo một cái cover cực là đẹp của Facebook với video. Đây thì tôi sẽ sử dụng cái công cụ rất là đơn giản. Đấy nhá, chúng ta sẽ cùng làm một cái video như thế này. Rồi, ok. Bây giờ Facebook đã cập nhật cho chúng ta đều có thể thay cái bộ cover này bằng video và nó rất là tuyệt vời, bởi vì ở đây nó sẽ có cả hình ảnh, có cả âm thanh nên là nó sẽ mang nhiều cảm xúc cho khách hàng. Thì vấn đề ở đây là chúng ta làm một cái video như thế này thì mọi người thông thường nghĩ rất là phức tạp. Nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người công cụ cực kỳ là đơn giản. Ở đây. Đây mọi người nha. Đấy. emimatron.com. Cái này thì nó tính phí nhưng mà miễn phí thì chúng ta có thể sử dụng video dưới 2 phút và chất lượng nó kém hơn một chút. Không sao. Về cái phần đăng nhập đăng ký thì tôi không hướng dẫn nữa mọi người nhé, người tự đơn giản thôi. Bây giờ thì sau khi mà đã đăng nhập vào rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái video. Chúng ta sẽ ấn nhá, tạo video này. Thì ở đây thì nó sẽ có các định dạng video nhiều loại lắm. Và đây thì chúng ta sẽ chọn là video cover Facebook. Ok. Đấy. Sau đó thì thằng này nó sẽ có rất là nhiều cái video để cho mình sửa lại thôi. Đấy, mình chọn và sửa. Nó sẽ chạy ra một cái như thế này. Ở đây tôi sẽ nói về cái video tôi mới làm đây chẳng hạn. Oh, no, đúng không? Đây, ok. Thì mọi người ở đây thì chúng ta sẽ thấy có những cái chức năng chính như sau. Đầu tiên là mọi người phải chọn cái kích thước. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn là Facebook cover ở đây. Trên cùng của mọi người. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải thêm hình ảnh lên. Thì ở đây cái video này đã cung cấp cho mọi người rất là nhiều thư viện về hình ảnh, video. Mọi người có thể tìm thoải mái. Như bây giờ tôi cần một con chó chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ có này, cả video này và cả hình ảnh này. Đấy, rất là nhiều. Đấy, ok, này có vẻ hấp dẫn đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ quan tâm đến một cái nữa là chúng ta cần phải upload ảnh của chúng ta lên. Và cái này nó hỗ trợ luôn. Thì để mà up được á, thì mọi người sẽ qua cái tab upload này. Mọi người sẽ chọn thêm. Đấy, và nó sẽ hiện ra upload của chúng ta. Nhưng mọi người upload cái video nó ngắn ngắn thôi nhé. Lúc này mình thử video nó dài quá lên nó xử lý nó lâu. Và mọi người cắt, bởi vì cái này thì nó tầm dưới 2 phút thôi, mọi người đừng có làm dài. Mình làm thì chắc cũng ngắn đấy, chắc 30 giây gì đấy. Không chào ai thời gian xem lâu đâu. Ok. Sau đó mọi người chọn thôi, mọi người ấn thêm. Chúng ta có thể chọn nhiều cái file cùng lúc, cái này mọi người chuẩn bị trước nhé. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta đến tiếp tục là cái phần làm video. Đây, đấy thì nó sẽ có như thế này. Chúng ta sẽ có này. Chúng ta sẽ có phóng to, thu nhỏ ảnh này. Đấy, ví dụ vậy. Đây, mình sẽ tạo một cái mới các bạn dễ xem nhá. Đây, giờ mình sẽ tạo một cái mới này. Đấy, ví dụ bây giờ mình muốn xử lý bức ảnh này đi. Nhá, ok. Thêm này. Đấy, thì nó sẽ nhảy vào đây. Đó. Và bây giờ chúng ta muốn thêm hình ảnh text thì chúng ta lại tiếp tục vào đây. Đây nhá. Đây, mọi người sẽ thấy này. Đây có cái khung thời gian này. Đấy, chúng ta có thể kéo này. Đấy. Đúng không? Ví dụ bây giờ tôi kéo đây là 5 giây đi. Đây là nơi tôi có thể thêm nội dung này. Đấy. Chúng ta có thể bỏ bất cứ đâu. Đấy. Nó xếp hết rồi. Và chúng ta có thể là xóa những cái này đi. Tôi chỉ thêm một cái thôi, mình muốn để ở góc này chẳng hạn. Đây là kích thước mọi người nhé. Đấy, 1, 2, 3. Đây là phông chữ này.
Thì tôi đang dùng phone này thấy gõ tiếng Việt rất là ổn. Thỉnh thoảng máy tôi nó hơi nháy thôi. Ok. Đây là màu chắc mọi người nhá. Đây màu này. Xanh trắng này. Đây, tôi thích màu này. Ok. Đây. Đây là cách mà chúng hiển thị này. Đấy, mọi người nhìn đây nhé. Đấy. Đấy, không có gì. Đấy. Tôi thì tôi thích cái này. Và mọi người có thể làm nhiều cái text ở đây nữa. Đây, mọi người có một cái dấu cộng ở đây. Đấy. Ok, mọi người hãy chọn ở đây nhé. Đấy. Ví dụ vậy. Để như là giới thiệu và mô tả. Rồi, ok. Đây là cái nút để chúng ta chuyển giao cái cảnh thì nó sẽ như thế nào. Ví dụ thế này. Đấy. Đấy. Ví dụ mình chọn cái này đi. Đấy, nó như vậy. Tùy mọi người chỉnh nhá. Cái này chúng ta phải chỉnh lần lượt từng cái. Đấy, nó như vậy. Chúng ta đã xử lý. Còn đây là các cái định dạng hình ảnh thì nó sẽ như thế nào ấy. Đấy. Cái này thì chúng ta có thể xử lý cả video, chúng ta cắt video được. Rồi, okay. Không thể bỏ qua. Đây là cắt ảnh này, phóng to thu nhỏ này. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ đây. Cần đóng gì không? Ví dụ bây giờ mình cần đóng logo vào đây nhỉ? Dùng nhỉ? Đây. Mình cần đóng ở góc này nhỉ? Đấy. Tiếp tục là chúng ta sẽ chọn nhạc nhá. Rất là nhiều nhạc. Ok. Giờ ví dụ mình chọn cái nhạc này đi. Đây thì mọi người muốn nghe trước nhạc á, thì mọi người thò con chuột vào đây nhá. Ví dụ bây giờ mình nghe thử đây. Đấy, mọi người thấy nhạc kìa. Rất là nhiều. Ok, ví dụ tôi thử dùng nhá. Rồi. Ok. Đấy. Và chúng ta sẽ thử xem lại nhé. Đấy. Nó sẽ đi lần lượt từng tab. Mọi người làm nhiều chúng ta cứ thêm vô cộng ra nhiều nhiều như vậy. Rồi. Đó là chúng ta đã xử lý xong cái phần này. Tiếp tục thì chúng ta sẽ chọn nhạc. Nhạc xong rồi. Xin lỗi mọi người. À, bây giờ chúng ta sẽ làm sao xuất cái video này ra để mà tải về được. Chúng ta sẽ chọn cái tab cuối cùng. Và chúng ta sẽ chọn Next. Ok. Nó bảo next tiếp. Ok. Thì ở đây mọi người sẽ thấy có hai chế độ này. Tức là trả phí này và miễn phí này. Nhưng mà nó không mờ đến mức thế này đâu. Lúc đầu mình khá sợ. Nhưng mà thực chất thì sau thì nó cũng khá là ổn, khá là nét. Ví dụ như cái mình làm cho mọi người xem lúc đầu ấy thì nó không đến nỗi là mờ lắm. Thoải mái thì chúng ta có thể làm một cái video. Ok. Chúc mọi người thành công nhé. Và bây giờ mọi người ấn download ở đây thì nó sẽ có một cái file để nó sẽ xử lý cái video này một chút. Sau đó ok, mọi người đã có thể, đây nó đang render mọi người này. Đấy, nó chạy 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 chạy. Khi nào xong thì mọi người có thể tải về. Rất là tiện. Cái này thì mọi người có thể sử dụng cho nhiều cái định dạng video khác, video vuông chẳng hạn. Bây giờ cái hình ảnh bây giờ trên Facebook quảng cáo nó nhàm lắm rồi. Chúng ta có thể thay đổi định dạng video. Video sau thì mình sẽ có thể hướng dẫn cho mọi người một số cái công cụ mà ở trên điện thoại nó có thể xử lý cái định dạng video được. Rất là hay. Chúc mọi người thành công. Có khó khăn gì thì mọi người cứ comment bên dưới cái video nhé. Đấy, đây là mọi người download được rồi này. Ok, chúc mọi người thành công. Nhớ ghé thăm ủng hộ website cungbích.com nhé.